Xin chào tất cả mọi người. Trong vài năm gần đây, ở trên các đường phố của một số đô thị lớn của Việt Nam, thành phố Hà Nội, rồi sau đó là thành phố Sài Gòn, ở trên đảo Phú Quốc và gần đây nhất ở thành phố Nha Trang đã xuất hiện một loại hình giao thông công cộng rất là đẹp mắt, sạch sẽ và nhất là thân thiện với môi trường. Đó là các xe buýt điện, les bus électriques. Đây là hình ảnh của một chiếc xe buýt điện đang đậu ở trên đường phố Hà Nội, ở trước một cái trạm xe buýt, và nó có chung một mẫu mã, nó luôn luôn là màu xanh, tượng trưng cho việc thân thiện với môi trường. Và do một hãng sản xuất của Việt Nam, đó là hãng VinFast, các xe buýt này không dùng động cơ đốt trong, do đó không phát thải ra các khí carbonic, do đó rất là sạch sẽ. Và các xe này tương lai sẽ thay thế cho các xe buýt hình thức cũ. Trên nhật báo điện tử Le Courrier du Việt Nam số ra ngày hôm nay, mùng 3 tháng 12, 2024, có một bài báo với đề tựa là Les bus électriques gagnent en popularité à Hà Nội. Danh từ la popularité có thể dịch là sự nổi tiếng, ví dụ la popularité d'un chanteur, cái độ nổi tiếng của một ca sĩ, có thể dịch là sự phổ biến, la popularité des réseaux sociaux, các mạng xã hội bây giờ rất là phổ biến. Các xe buýt điện bây giờ đã rất là nổi tiếng ở trên thành phố Hà Nội. Après trois ans d'existence, les bus électriques de Hanoï se sont révélés être une solution durable qui change la donne, transportant près de 100 millions de passagers et réduisant les émissions de carbone d'environ 41 000 tonnes, soit l'équivalent de la plantation de plus de 1,9 million d'arbres. Sau 3 năm hiện hữu tồn tại, danh từ existence là sự tồn tại, sự hiện hữu, tức là sau 3 năm có mặt, thì các xe buýt điện của thành phố Hà Nội đã tỏ ra là đây là một giải pháp bền vững. Động từ se révéler là tỏ ra, une solution là một giải pháp, tính từ durable là bền vững. Une solution durable là một giải pháp mang tính bền vững. Sau 3 năm hiện diện thì các xe buýt điện ở thành phố Hà Nội đã tỏ ra đây là một giải pháp có tính bền vững. Qui change la donne, và cái giải pháp này nó thay đổi cục diện, thay đổi tình thế. Động từ change la donne có nghĩa là thay đổi hẳn cái cục diện, tức là ngày trước các xe buýt truyền thống thì gây ra nhiều sự kẹt xe chẳng hạn, rồi thải ra nhiều khí độc, và bây giờ với xe buýt điện thì nó thay đổi cục diện. Changer la donne trong tiếng Pháp sử dụng từ la donne, vì từ này có nguồn gốc từ trò chơi bài. Trong trò chơi bài thì donne có nghĩa là một vòng chia bài. Chúng ta chia bài các tê, chia một vòng cho mỗi người một lá bài, tức là cách mà các quân bài được phân phát cho người chơi. La donne cũng có thể ám chỉ cách thức hoặc cấu trúc của một tình huống, một cuộc chơi hay một cuộc đấu. Như vậy, changer la donne là thay đổi cái cách thức, đã thay đổi cục diện hoàn toàn. Và nó chuyên chở gần 100 triệu hành khách và giảm đi các cái chất thải carbon khoảng 41.000 tấn. Tức là soa có nghĩa là l'équivalent. L'équivalent là sự tương đương. Giảm đi khoảng 41.000 tấn carbon, tức là tương đương với việc trồng được hơn 1,9 triệu cây, một cái cây xanh. Selon le Centre de gestion et d'exploitation du trafic de Hanoï, centre là trung tâm, la gestion là danh từ của động từ gérer, tức là quản lý, l'exploitation là danh từ của động từ exploiter là khai thác, le trafic là việc giao thông, trung tâm quản lý và điều hành giao thông, đó là tên của một cái cơ quan của Sở Giao thông Hà Nội. Ở đây chúng ta thấy là trung tâm quản lý và khai thác giao thông, nhưng mà người ta dịch là trung tâm quản lý và điều hành giao thông. Theo cái trung tâm này thì la satisfaction de la clientèle à l'égard des services de bus électrique dépasse les 90%. Theo trung tâm này thì cái mức độ hài lòng của khách hàng, la clientèle là tất cả các khách hàng, à l'égard de quelque chose là đối với, liên quan tới, mức độ hài lòng của khách hàng đối với các cái dịch vụ của xe buýt điện đã vượt quá 90%. Ce qui témoigne de la haute qualité du service, động từ témoigner, đòi hỏi giấy tờ, làm chứng cho.
Và cái con số 90% này sơ kỳ, cái điều này đã chứng tỏ là cái chất lượng cao của dịch vụ. Le taux d'occupation des bus électriques se situe entre 38 et 48%, rivalisant avec celui des bus publics traditionnels, malgré des dépenses marketing proches de zéro. Le taux d'occupation, được dịch là tỷ lệ sử dụng hay tỷ lệ chiếm dụng. Danh từ này, cái thuật ngữ này thường dùng ở trong khách sạn hay trong giao thông vận tải. Ví dụ khách sạn có một số phòng nào đó mà có cái tỷ lệ chiếm dụng cao, thì tức là khách sạn nó có nhiều khách. Các phương tiện giao thông cũng như vậy, chẳng hạn như máy bay, xe buýt, xe lửa, vân vân, mà có nhiều hành khách thì là chúng ta có cái taux d'occupation cao, như vậy là có lời, có lãi. Danh từ occupation xuất phát từ động từ occuper là chiếm dụng. Le taux d'occupation dịch là tỷ lệ sử dụng hay tỷ lệ chiếm dụng. Tỷ lệ sử dụng của các xe buýt điện thì nằm ở trong khoảng từ 38 tới 48%. Rivalisant avec celui des bus publics traditionnels. Động từ rivaliser đi với giới từ avec là cạnh tranh, là so tài với. Và như vậy nó cạnh tranh với các xe buýt công cộng truyền thống. Malgré des dépenses marketing proche de zéro. Cho dù là các cái chi phí về marketing thì gần như là bằng không, tức là người ta không có quảng cáo nhiều cho xe này, nhưng mà người hành khách cũng biết đến và sử dụng. Thường thường thì muốn cho người ta biết đến, người ta sử dụng, người ta mua thì phải có một cái chương trình, một cái tỷ lệ về marketing. Nhưng mà ở đây các xe buýt điện thì không có chương trình marketing, nhưng mà người ta vẫn biết tới. Un changement notable dans la démographie des usagers a également émergé. Changement notable là một sự thay đổi, notable là đáng chú ý, tức là nổi bật, đáng kể. Danh từ la démographie là dân số học, phải thống kê dân số. Một cái thay đổi đáng kể trong khi nghiên cứu về dân số của những cái người sử dụng cũng đã xuất hiện. Động từ émerger, nếu mà theo nghĩa đen thì có nghĩa là nổi lên, tức là đang từ dưới một cái chỗ nào sâu nổi lên khỏi mặt biển chẳng hạn. Và theo nghĩa bóng thì là xuất hiện, thì có một sự thay đổi đó đã xuất hiện. Avec environ 85% des utilisateurs de passe mensuel comprenant désormais des employés de bureau et des fonctionnaires. Sự thay đổi đó là gì? Là khoảng 85% những người sử dụng xe buýt điện dùng các cái pass, các cái thẻ tháng đó, thì gồm, từ nay gồm có là các nhân viên văn phòng và các viên chức nhà nước. Cela représente une augmentation significative par rapport aux 30% environ observés auparavant dans les services de bus traditionnels. Và điều này thể hiện một cái sự gia tăng đáng kể. Significative là một cái sự gia tăng có ý nghĩa, tức là đáng kể. Par rapport aux, so với 30% được quan sát trước đây ở trong các dịch vụ của các xe buýt truyền thống. Depuis 2021, le service de transport de Hanoi a autorisé Vinbus à exploiter 10 lignes de bus électriques. Kể từ năm 2021, thì Sở Giao thông của Hà Nội, le service de transport, Sở Giao thông Hà Nội, đã cho phép công ty Vinbus khai thác 10 tuyến xe buýt điện qui ont été bien accueillis par le public. Và các cái tuyến xe buýt điện này đã được quần chúng đón tiếp rất là tốt, et les médias, bởi đón tiếp bởi các quần chúng, bởi các phương tiện truyền thông, pour leur contribution à la protection de l'environnement, do bởi cái sự đóng góp của các xe buýt điện này vào việc bảo vệ môi trường, et à la réduction des embouteillages, và đóng góp vào việc giảm thiểu các cái chỗ kẹt xe. Actuellement, hiện nay, plus de 2000 bus subventionnés circulent dans la ville. Hiện nay có khoảng 2000 xe buýt được trợ giá. Subvention là sự trợ cấp, ở đây có nghĩa là trợ giá, đang lưu hành ở trong thành phố. Mais seulement 277 utilisent une énergie propre. Nhưng trong số 2000 này thì chỉ có 277 chiếc xe sử dụng năng lượng sạch. Donc 139 au gaz naturel comprimé, trong đó có 139 xe buýt sử dụng ga tự nhiên, ga nén tự nhiên, et 138 bus électrique, và 138 xe buýt điện.
Tức là con số tỷ lệ là chưa cao. Trong 2.000 xe thì chỉ có 1 phần 10 sử dụng năng lượng sạch. Và trong số này thì chỉ có một nửa là xe buýt điện. Environ 1.200 d'entre eux répondent aux normes d'émission Euro 4. Và khoảng 100, 1.200 trong số 2.000 này thì đáp ứng lại được các cái tiêu chuẩn về khí thải Euro 4. Động từ répondre đi với giấy từ A, đáp trả lại, đáp ứng được. Les normes d'émission Euro 4, normes là các tiêu chí, các cái tiêu chuẩn, émission là sự, là khí thải. Tiêu chuẩn khí thải Euro 4 là một bộ quy định về mức độ khí thải tối đa mà các phương tiện giao thông, đặc biệt là ô tô và xe máy, có thể phát ra trong quá trình vận hành. Những tiêu chuẩn này được thiết lập bởi Liên minh châu Âu, cho thấy có chữ Euro này, nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường và cải thiện chất lượng không khí. Và bây giờ chúng ta đọc lại bài báo này. Les bus électriques gagnent en popularité à Hanoï. Après 3 ans d'existence, les bus électriques de Hanoï se sont révélés être une solution durable qui change la donne, transportant près de 100 millions de passagers et réduisant les émissions de carbone d'environ 41 000 tonnes, soit l'équivalent de la plantation de plus de 1,9 million d'arbres. Selon le Centre de gestion et d'exploitation du trafic de Hanoï, la satisfaction de la clientèle à l'égard des services des bus électriques dépasse les 90%, ce qui témoigne de la haute qualité du service. Le taux d'occupation des bus électriques se situe entre 38 et 48%, rivalisant avec celui des bus publics traditionnels, malgré des dépenses marketing proches de zéro. Un changement notable dans la démographie des usagers a également émergé, avec environ 85% des utilisateurs de passes mensuelles, comprenant désormais des employés de bureau et des fonctionnaires. Cela représente une augmentation significative par rapport aux 30% environ observés auparavant dans les services de bus traditionnels. Depuis 2021, le service des transports de Hanoï a autorisé Vinbus à exploiter 10 lignes de bus électriques qui ont été bien accueillies par le public et les médias pour leur contribution à la protection de l'environnement et la réduction des embouteillages. Actuellement, plus de 2 000 bus subventionnés circulent dans la ville, mais seulement 277 utilisent une énergie propre, dont 139 au gaz naturel comprimé et 138 bus électriques. Environ 1 200 d'entre eux répondent aux normes d'émission Euro 4. Xin chào tất cả mọi người.